này để sống ảo thì cũng ảo phết. Này cái này cái kiểu như là mấy cái phim hậu tận thế á. Cái hầm này hơi hôi nhưng mà đứng xa xa ra, đừng lại gần làm gì cho mệt. Quên mất là mình đang sạc pin, cắm dây sạc pin. Thì đây chính là cái hầm cửa trên. Nhìn nó cứ như là mình cảm tưởng giống như là mấy cái phim mấy những cái phim mà về cái thể loại hậu tận thế, chiến tranh hạt nhân, phim thảm họa. Nó rất là phù hợp cho cái mùa dịch này nha. Chỗ này mà sống ảo thì thôi rồi luôn, nhất là đang trong cái mùa dịch như thế này. Lại gần hơn tí xíu nữa để xem trong này là cái gì. Sâu lắm, mình không thể nào nhìn thấy được phía dưới nó là cái gì đâu. Vô định luôn. Cảm giác giống như là trong mấy cái game hậu tận thế á. Hết sức ấn tượng đúng không? Ôi cha, đứt bà nó cái dây sạc rồi. Này chết là cái camera, sợ cái microphone nó chưa ăn vào cái lỗ, nó còng nói chẳng ra tiếng nữa, nhục. Nãy đang mãi mê quên mất là cái camera đang sạc, thế là bập một cái đứt bà nó cái cáp rồi, tính là cái đầu sạc USB 2.0 nó khá là mỏng manh, dễ bị hỏng lắm, nó dễ hỏng hơn cái đầu Lightning nhiều. Với lại trong cái trường hợp như vậy thì cái thằng Lightning nó chỉ đơn giản là nó bung ra thôi. Đúng là cái cáp sạc, đúng là sau này người ta phải lên cái USB Type-C để khắc phục mấy cái điểm yếu của thằng 2.0 là dễ bị gãy đầu. Chỉ giật hơi mạnh một cái thôi là cái đầu nó bị gãy ngay. Cũng may là cái chân của nó không có bị hỏng. Chân mà bị hỏng mà phải mang camera đi sửa là nó lại tốn tiền nữa. Còn cáp nó hư thì đơn giản là mình giục đi, mình thay cáp mới thôi. Nhưng mà tại vì cái
cái cáp của nó hỏng rồi, không còn sạc pin được nữa, nên bây giờ mình phải tranh thủ thôi, mình không có thể nào quay linh tinh được nhiều, mà mình sẽ cố gắng là đi hết tất cả những ưu tiên là sẽ quay hết tất cả những cái đoạn mà ngóc ngách ở trong cái thủy điện Hàm Thuận này trước rồi đã. Rồi nếu mà còn pin đó thì mình sẽ quay những cái đoạn linh tinh sau. Thì đường này là mình đang chạy lên cái giếng điều áp của cái thủy điện Hàm Thuận. Nó cũng khá là giống cái đường mà đi lên cái giếng điều áp của thủy điện Đa My. Nhưng mà có điều là cái thủy điện Hàm Thuận này nó có vẻ như là nó lớn hơn, công suất nó cao hơn, nên cái giếng điều áp của nó nằm ở vị trí rất là cao, và đường đi nó lên rất là mất nhiều thời gian mới lên được tới nơi, hơn là so với cái giếng điều áp ở dưới thủy điện Đa My. Này chắc chỉ có mấy người này chắc không có mấy người vào đây đâu, nhìn đường nè đâu có thấy, có không thấy có dấu vết xe chạy nhiều lắm, ít người lên đây lắm, chủ yếu là mấy người đi làm rừng đốn cây thì người ta còn lên đây, chứ không mình chạy lên đây làm gì. Chắc cũng ít người rảnh như mình, nhưng mà tại vì đường đây nó đẹp nên thành ra là mình sẽ chạy thử cho các bạn thấy. Biết đâu có nhóm bạn nào lại thích lên đây chụp hình đăng Facebook sống ảo hay sao. Đường lên đây nó đẹp mà. Giếng điều áp nhà máy Hàm Thuận. Cái đợt này không biết vì lý do gì mà có vẻ như người ta khá là kỹ, cửa vào được khóa then cài hết rồi. Thật ra thì cái này mình mở cũng được thôi, nhưng mà người ta đã khóa rồi thì mình nên tôn trọng người ta tí xíu. Nguy hiểm, cấm vào. Okay. Mục tiêu của mình là chỉ đưa cái đoạn đường này lên lift thôi. Đi được tới đây thì cũng coi như là xong rồi. Có lẽ mình sẽ đi vào khu vực đập của thủy điện Hàm Thuận. Từ đây vào đó đường khá là tương đối là còn một đoạn cũng xa. Mệt như chó luôn, mới bị đổ xe mấy bạn ơi. Cái gì chứ mà chạy mấy chiếc xe lớn này dọc đường mà bị đổ xe á, mệt lắm. Nó nặng tới hơn 200 kg, muốn dựng nó lên lại cả một vấn đề luôn. Mà thấy bà luôn.
rồi thì nó là dị dựng lên lại, nó chạy đó, nhưng mà mình thấy tốc độ khoảng chừng 40 cây số thì nó có kêu gì á, mình chẳng rõ nữa. Tức là lát nữa lên phía trên mình sẽ ngó thử xem nó đang kêu cái gì. Trời, thì đi kiếm chỗ nào đó nghỉ cái đó. Nghỉ uống nước, quá mệt rồi. Đúng là ác mộng luôn. Các bạn có thể coi mấy cái clip hướng dẫn dựng xe phân khối lớn ở trên mạng á, nhưng mà đó chỉ là lý thuyết thôi. Tới cái lúc mà thật sự đụng chuyện á, nhiều khi á, làm đúng lý thuyết cỡ nào nó cũng không dựng được, đau hết cả lưng, trời muốn gãy lưng luôn. Kiểu này chắc ngày mai dậy dậy không nổi rồi, phải dùng sức bế nó lên như là xe nhỏ thì nó mới chịu dựng lên được, tại vì con dốc nó dốc quá. Mà với lại dù sao đi nữa thì đã xác định là có chống độ rồi thì cứ để chống độ làm việc đi, ngã một cái là quăng xe luôn. Mình nghĩ chắc cục pin này cũng không còn trụ được bao lâu rồi đâu, nên mình sẽ cố gắng quay xong cái đoạn vào đập Hàm Thuận. Ngay cái đường, ngay cái ngã ba vào đập Hàm Thuận á, nó sẽ có khá là nhiều quán cà phê, mình sẽ dừng ở đó, mình sẽ lựa ra một quán nghỉ. Ngã ba vào đập vào nhà máy thủy điện Hàm Thuận đây, mình sẽ kiếm chỗ nghỉ cái đã, rồi ví dụ như là từ đây đó, quang cảnh khu vực hồ thì nó sẽ là như thế này. Ở phía dưới kia nó có một cái đập, mình sẽ đi sâu xuống rồi cho anh em coi thử.